mưa lớn mà mưa dầm 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 sáng ra mưa dầm 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 những bạn rồi đúng không? Phất cái lồng cây nha các bạn, lên được rồi. Rồi, mình xin mến chào các bạn. Mình ghi hình trước 2025. Có mì ở đường Kinh Tây nha các bạn. Mì giống 05, cao 1 ly đạt khoảng 3 tấn, mẫu 30 tấn nha các bạn. Kinh Tây. Nay mưa lớn sình không các bạn, quá sình. Đầu ôm cua nha các bạn. Mình nghe bờ Kinh Tây nha các bạn. Đám này nó cũng không được trúng các bạn. Mình nói cái bụng mình là nó nhảy. Xe bắt đầu chuyển dầm tiếp nha các bạn. Mấy nay mưa không anh em mình nhổ mì vất vả các bạn. Quá mưa. Chuyển dầm nữa các bạn, mưa nó đi nặng. Rồi nhẹ rồi các bạn, nãy đi rồi nghe.
lớn thì cắt dữ các bạn. Mưa lớn mà mưa dầm 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 sáng ra mưa dầm 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 các bạn. Rồi ô. Lên không nổi các bạn ơi, lên đường cắt quá cắt ơi. Có cây vô đít ve rồi nha các bạn. Hôm nay mình đang bắt đầu lót cây đất cho nó che nha các bạn. Đầu lên ve lại nha các bạn. Ngược cái mặt trời nó hé hé rồi, cái ngược nó hơi tối nha các bạn. Rồi dê không được rồi, nó cắn dữ lắm rồi. Lấy một lóng cây chim đằng trước bánh á. Mưa này giờ dê lại hỗ trợ phụ nha các bạn. Phụ chiếc 1025. Lên cua đường cắt lúng lên cũng được. Xe nặng quá. Đầu hỗ trợ phụ lên nha các bạn. Lên không được. Không có thế lên nha các bạn. Đúng 10 giờ dòng lại giật đít nha các bạn. Dòng lại lôi ngược, lôi ve. Chín 20 để đổ xong rồi nha các bạn, vô hỗ trợ rồi. Này nó bị sụp ngay mương đường rồi các bạn. Lúng. Lúng ngay mương đường. Rồi chiếc 920 này bị dê. Đang gắn cầu trước vô các bạn. Nãy tháo cầu trước, chạy trên đường tháo cầu trước giờ vô. Có dầm nó đầu dê vô nha các bạn.
nay là mưa suốt luôn nha các bạn, sáng ra cũng mưa. Bắt đầu móc xích nha các bạn. Đầu gãy dê nha các bạn, gãy dê lại đang lên lại cắt sâu rồi. Tháo xích luôn đi anh ơi, lấy cây lót vô. Đầu lên lại nha các bạn. Đào lót cây chim lại nữa nha các bạn. Bên kia không cần đâu bạn ơi. Bên mé này thôi nè, nó cắn bên mé này nè. Lên lại nữa các bạn. Lên. Phất cái lồng cây nha các bạn, lên được rồi. Cô đường nó hẹp quá nha các bạn, mình lấy lại cái nữa nó lên được. Lên nè các bạn.
cái lùm người ta nó được rõ mấy các bạn. Xe lên nằm đường rồi nha các bạn. Cũng mình xin được kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái clip sau. Xem nhớ đăng ký ủng hộ kênh và bấm nút chuông thông báo cho mình một like nha các bạn. Chúc các bạn ngày xem video vui vẻ. Ngày 2025 9/20 bắt đầu ra nha các bạn. Này mình đứng trên đường trên tay mình quay xuống ghi hình xuống. Nhường đường 925 đi trước nha các bạn. Cho thằng 920 lộn cho 920. Mình đứng trên bờ kênh mình ghi hình xuống nha các bạn. Dòm sâu bờ kênh này cao.